Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì trận đấu trực tiếp giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Australia sẽ được diễn ra. Một trận đấu bản lề và chuyên gia đã nhận định về trận cầu sống còn này. Bởi với đội tuyển U19 Việt Nam không gì khác chúng ta sẽ buộc phải dành một chiến thắng trước đội tuyển U19 Australia trong trận đấu mà được diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay để tự quyết cho cái tấm vé đi tiếp của mình. Và vừa qua thì bóng đá Việt Nam tiếp tục đối diện một án phạt khó đỡ từ bên phía liên đoàn bóng đá của châu Á. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bạn trong cái phần thông tin ngày hôm nay. Và trước khi đi đến cái phần thông tin cũng như là cái lịch thi đấu thì chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến quý vị và các bạn những đường link trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Úc trong phần bình luận ngày hôm nay thì quý vị và các bạn hãy cố gắng để theo dõi nhé. Vâng, phần thông tin đầu tiên liên quan đến một cái câu chuyện khá buồn của bóng đá Việt Nam bởi vừa qua thì câu lạc bộ Thanh Hóa có tuyên bố rằng là họ sẽ không dự cúp C2 châu Á và lãnh đạo bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta đã có những câu trả lời Cụ thể thì ông Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên tiếng về vụ câu lạc bộ Thanh Hóa không dự đấu trường AFC Champions 2 ở cúp C2 châu Á trong mùa giải mới 2024-2025. Bởi kính thưa quý vị và các bạn như được biết thì mùa giải 2024-2025 thì bóng đá Việt Nam sẽ có hai suất tham dự cúp C2 châu Á là đội vô địch V-League và cúp vô địch cúp quốc gia. Theo kết quả của các giải bóng đá ở trong nước thì Nam Định và Thanh Hóa sẽ là hai đội bóng đại diện cho Việt Nam tranh tài ở đấu trường này. Tuy nhiên mới đây thì câu lạc bộ Thanh Hóa đã trình đơn lên bên phía Liên đoàn bóng đá của châu Á xin là không tham gia tranh tài tại Cúp C2 châu Á và vừa qua thì bên phía Liên đoàn bóng đá của châu Á cũng đã có những phản hồi. Họ nói rằng là hiện nay nếu như mà bên phía đại diện của Việt Nam không tham dự thì Việt Nam chỉ còn có một đại diện duy nhất đó là làm định tranh tài thôi. Thế nhưng mà mới đây thì về việc câu lạc bộ Thanh Hóa không tham dự Cúp C2 châu Á thì ông Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có cho biết như thế này. Câu lạc bộ Thanh Hóa đăng ký thi đấu ở ASEAN Cup Championship trước và sau đó lại vô địch Cúp quốc gia 2023, 2024. Do đó đội bóng này phải tranh tài ở các mặt trận là V-League, Cúp quốc gia, ASEAN Cup Championship cho nên họ không ép phải họ phải tham gia Cúp C2 tại châu Á được trước đây khi các đại diện của việt nam xin rút lui thì không tranh tài ở các đấu trường châu lục thì suất thi đấu sẽ được chuyển cho một câu lạc bộ khác có điều kiện thế nhưng theo ông dương nghiệp khôi thì sau khi mà câu lạc bộ thanh hóa họ rút lui thì việt nam sẽ không có đại diện nào thay thế cả thế nhưng đặc biệt mới đây khi mà bên phía liên bóng đá của châu á afc có, có chia sẻ như thế này đó là họ sẽ không cho một đội bóng khác thay thế và đặc biệt nếu như thanh hóa không tham dự đấu trường này thì họ sẽ bị phạt rất nặng và sau đó thì không biết lý do vì sao mà thanh hóa hiện nay đang lại có một thông tin là họ sẽ tiếp tục quay trở lại tại đấu trường AFC Championship C2 cúp C2 tại châu á đây thực sự là một thông tin mà tôi nghĩ rằng là khá là buồn bởi chúng ta biết mà hiện nay thì với bóng đá việt nam của chúng ta liệu rằng thực sự chuyên nghiệp chưa và với một cái giải đấu danh giá cấp độ uh, câu lạc bộ ở châu á như thế này thế vậy thì lý do vì sao mà các câu lạc bộ lại không muốn tham gia thi đấu một lý do rất đơn giản thôi đó là liên quan đến vấn đề về mặt tài chính bởi thi đấu tại giải đấu này ấy, thì tiền thưởng không nhiều và thứ hai nữa chi phí đi lại ăn uống ngủ nghỉ dành cho cả toàn đội đó là con số rất lớn đây là câu chuyện không mới của bóng đá việt nam đâu bởi trước đây thì nhiều đội bóng họ cũng không muốn tham dự cái đấu trường này Mặc dù rất muốn vô địch V-League, rất muốn vô địch quốc quốc gia, nhưng cuối cùng thì lại không muốn tham dự cái đấu trường cho các cấp độ câu lạc bộ uh, ở giải châu Á như thế này. Thực sự là rất là khó hiểu đúng không ạ? Còn trước đây với Hoàng Anh Xê Lai đấy chúng ta thấy rồi là bầu Đức có nói rằng là kể cả là khó khăn như thế nào nhưng đội bóng của ông khi mà thi đấu tại đấu trường các câu lạc bộ ở châu Á thì sẽ thi đấu hết mình và đó là lý do mà chính câu lạc bộ Hoàng Anh Xê Lai của bầu Đức trong cái mùa giải tôi nhớ không nhầm là 2021 đúng không? Thì Hoàng Anh Xê Lai đã thi đấu và có được 5 điểm số lịch sử ở cúp C1 châu Á ở mùa giải đó. Còn hiện nay thì với việc nếu như câu bộ Thanh Hóa họ không tham dự cúp C2 ở mùa bóng năm nay thì sẽ khiến cho bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tích lũy điểm số ở sân chơi này để hướng tới việc là giành các suất chơi ở sân cúp C1 châu Á ở trong những mùa giải tới. Hiện nay thì cúp C2 châu Á 2024 2025 cũng đã thay đổi thể thức thi đấu. Giải sẽ có 32 đội chia làm hai nhánh Đông Á và Tây Á. Câu lạc bộ Nam Định thì hiện nay như được biết họ sẽ phải đối đầu với nhiều các đội bóng mạnh ở châu lục và theo lễ bốc thăm chia bảng ở cúp C2 châu Á thì sẽ được diễn ra vào giữa tháng 8 năm 2024 tới đây. Và hy vọng rằng câu chuyện này thì chúng ta sẽ sớm có cách giải quyết ổn thỏa bởi thực sự đây là một trong những cơ hội để cho bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ cạnh tranh được với những nền bóng đá khác và sẽ giúp cho cuộc bóng đá của chúng ta sẽ có thể là tiến bộ hơn thế nhưng mà giờ đây thì chính ngay các cơ đội bộ của chúng ta còn không muốn thi đấu thì thực sự đó là điều rất khó cho bóng đá việt nam đúng không ạ còn đó là thông tin đầu tiên còn thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn liên quan đến u 19 việt nam vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay thì U19 Việt Nam sẽ bước vào một trận đấu bản lề với đội tuyển U19 Australia. Với việc không thể thắng được đội tuyển U19 Myanmar trong trận đấu đầu tiên, cho nên đội tuyển U19 Việt Nam ước vào trận đấu này chắc chắn sẽ buộc phải giành chiến thắng thôi, không có cách nào khác cả. Bởi chúng ta hãy nhìn các bảng đấu khác hiện nay thì nếu như mà chỉ có được 5 điểm thôi thì cũng chưa chắc là đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể đi tiếp được hay không. Nhận định về trận đấu này thì một cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam đó là tiền vệ Quang Vinh có nhận xét rằng là hiện nay thì với đội tuyển U19 Australia thì ban huấn luyện đã có những chiến thuật, đã có những đấu pháp phù hợp để bước vào trận đấu. À, cậu ấy tin rằng là toàn đội nếu như thực hiện tốt các đấu pháp đề ra thì đội tuyển U19 Việt Nam hoàn toàn sẽ có thể giành được một chiến thắng trước đội tuyển Australia. Và cậu ấy có nói thêm như thế này. Trong hai ngày qua thì huấn luyện trưởng Hứa Hiền Vinh cũng đã đả thông tư tưởng, tinh thần để cho đội toàn đội có thể thoải mái hơn. Bước vào trận là đấu sau trận hòa với tỷ số một đều trước U19 Myanmar. Ban huấn luyện cũng đã nhắc nhở trong việc tập luyện để sẵn sàng bước vào trận đấu. À, bởi thực sự với quý vị và các bạn đây là trận đấu mà đánh giá rằng cực kỳ khó bởi đối thủ là đội bóng được coi rằng đánh giá là mạnh nhất tại giải đấu lần này đó là U19 Australia. Thế nhưng có thể vượt qua được ngọn núi này hay không thì chúng ta vẫn phải chờ thôi. Kết quả trận đấu kết thúc sau khi hai hiệp kết thúc có lẽ rằng khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ chiều ngày hôm nay. Còn ngoài Quang Vinh ra thì cũng có nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam cũng tự tin Trong đó thì có Công Phương Cậu ấy khẳng định rằng là hiện nay thì Australia là đội bóng mạnh Thế nhưng bóng đá không nói trước được điều gì Và toàn đội U19 Việt Nam đang rất quyết tâm Để hướng đến kết quả tốt nhất và đặc biệt là hướng đến một chiến thắng Thế nhưng kính thưa quý vị và các bạn Có một nhận định đến từ anh Quang Huy như thế này Anh có che sẻ quan điểm của mình rằng Là anh cũng nói bóng đá trẻ thì luôn luôn có những yếu tố bất ngờ Thế nhưng trong hoàn cảnh này thực sự rất khó để cho U19 Việt Nam có thể vượt qua được đội tuyển U19 Australia. Bởi chia sẻ của anh Quang Huy thì anh nói rằng hiện nay sức mạnh của U19 Australia thì cũng đã được thể hiện trong trận đấu gặp đội tuyển U19 Lào. Trong khi đó thì với cái lối chơi của U19 Việt Nam chúng ta vẫn chưa mang đến nhiều những tín hiệu tích cực. Mặc dù có sự tự tin và sự tập trung, quyết tâm ở trong trận đấu này nhưng rất khó để cho U19 Việt Nam có thể có được một chiến thắng đó là một nhận định của một chuyên gia và quan điểm chúng tôi thì đây đúng không phải là một trận đấu dễ dàng một chút nào cả thực sự vô cùng khó khăn kiếm được một điểm trước U19 Australia thì cũng đã là một trong những thử thách lớn rồi chứ chưa món đấy là một chiến thắng dành cho U19 Việt Nam nhưng giờ đây thì chúng ta đang ở đường cùng rồi thực sự đang ở đường cùng rồi không còn cách nào khác cả buộc là phải một chiến thắng thôi vậy thì hãy cùng chờ đợi xem trận đấu được diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc trận đấu như thế nào nhá còn chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến những đường link trực tiếp trận đấu này trong phần bình luận thì quý vị và các bạn hãy cố gắng đón xem nhé tới đây thì bản tin của bóng đá stv cũng xin được kết thúc xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo